Cho anh vài giây qua môi em đến ngày mai. Mày có nắm đưa em vào lần thứ mờ. Yêu em bao lâu anh có đâu ngờ. Phút nhau, ít xin mi sang nhau, arigato. Cuộc thi thả thính theo tỉnh thành phần 1. Hà Nội thì có Hồ Tây, còn cậu làm tớ ngất ngây cả ngày. Đồ Sơn thì ở Hải Phòng, Quán Anh thì ở trong lòng em thôi. Bình Thuận thì có Thanh Long, còn anh nổi tiếng yêu em thật lòng. Mày nói gì hả thằng Gen kia? Đờ mờ tao nhịn mày lâu lắm rồi nhé. Chính đời tổ tông nhà mày không sanh không đẻ, không bảo toàn đòi dọc được đâu con. Nè, đi xe xe đụng, đi tàu tàu chìm, ở nhà nhà cháy. Mày có vợ, vợ mày ngoại tình. Mày có chồng, chồng mày đi xéo cay. Đi chết hết đi tàu... Anh muốn nói với em là em ơi. I wanna marry you. Anh sẽ không nghi ngờ tự tin ta chấm ta. Anh sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt. Body nóng bỏng kèm theo bánh gầm, ra đường đá số bộ bàn tăng gà. Mấy cô em gái như thuộc mana, công thức thể hiện như bông lửa chùa. Chai cần thích chơi là phải chất không phải nữa. Chân dài quyến rũ bờ mông, chơi hết số mà em bước vào trong. Bởi ta nói dù cho có nhón chân cỡ nào cũng là bất lực. Bất lực. Mà ta nói ví dụ nha, lỡ mà có đứa nào mà hỏi mình là cao bao nhiêu á, để giữ thể diện cho bản thân mình toàn phải khai gian thôi. Ví dụ 1m55 mình ăn gian chút, 1m59 ăn gian.